Arahang sama samputo phagwa putang ngapigwa de mi swakato phagwa ta thambuato sawaka sangku sangkang dhamma mi. Đệ tử xin thành kính lễ Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp Chư Tăng là ba nơi nương tựa cao quý của chúng sanh trong thế gian. Nguyện hồng ân Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể chư đại đức tăng, quý tu nữ và chư thiền nam tín nữ có mặt, mong cho tất cả được sản vui tiến hóa, thành tựu phước báo viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý tu nữ, quý Phật tử. Hàng năm vào cái ngày trăng tròn tháng Ma Khát, chúng ta ở trên toàn cầu thế giới, các sư quốc giáo đều cử hành cái lễ Ma Khát Vu Cha, là lễ hội rằm tháng Giêng. Như đã nói, cái lễ hội rằm tháng Giêng có hai cái sự kiện lịch sử. Thứ nhất là cái ngày mà Đức Thế Tôn thuyết Ovada và Đức Khác biệt biệt giải thoát giáo, là ngài thiết lập một cái đời sống căn phạm hạnh căn bản cho các cái vị thinh văn đệ tử. Nhưng mà chúng ta sẽ hỏi rằng là cái ngày đó có cái đặc điểm gì, thì ở đây sư cũng nói thêm để cho chư tăng tu nữ cũng như chư Phật tử chúng ta nhớ biết. Trong cuộc đời của Đức Phật chỉ duy nhất có một lần đại hội thánh tăng có đủ bốn chi phần, gọi là Chaturanga, có nghĩa là bốn chi phần. Ở trong suốt cuộc đời của Đức Phật thì thỉnh thoảng khi ngài muốn chế định giới luật hay là có cái sự kiện gì cần phải giải quyết, thì Đức Phật ngài cho thị giả đi mời tất cả các vị tỳ kheo ở gần chung quanh đó, ở trong thành Sawatthi hoặc là Vesali. Nhưng mà cái kỳ đại hội thánh tăng rậm giêng mà chúng ta có một cái sự kiện lịch sử để chúng ta làm lễ trong ngày hôm nay đó, có bốn chi phần. Một là cái ngày rằm tháng Giêng vào cái năm thứ hai sau khi Đức Thế Tôn đắc chánh đẳng chánh giác, thì trong một cái đêm trăng rằm tháng Ma Khát, chư vị A-la-hán, chư tăng đệ tử của Đức Phật, các ngài suy nghĩ đêm nay trăng sáng, ta hãy đến để ý kiến Đức Thế Tôn. Rồi vị nào cũng có cái tư tưởng suy nghĩ như vậy, cho nên các vị dùng thần thông hoặc là các vị đi bộ về ở tại quê Lũ Quýt Đá Trúc Lâm, mà chúng ta gọi là Trúc Viên, để bái kiến Đức Phật. Thì được 1.250 vị tỳ kheo, và cái chi phần thứ nhất được gọi là tự vân tập không lời mời thỉnh, các ngài tự động, các ngài tụ hợp lại. Cái chi phần thứ hai, đặc biệt là trong cái hội chúng, cái kỳ đại hội này đó, là chỉ toàn là những bậc A-la-hán, không có
xen lẫn những bậc hữu học A-la-hàm, Tư Đà Hàm, Tu Đà Quần hay là những vị tỳ kheo phàm phu, chỉ là bậc A-la-hán thôi. Thứ ba đó, cái chi phần thứ ba là 1250 vị A-la-hán này không phải là A-la-hán thông thường, mà là A-la-hán có đầy đủ 6 thân trí Chalepinya. Chalepinya tức là 6, gọi là chúng ta gọi là lục thông, tức là vị nào cũng có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, biến hóa thông, túc mạng thông, sanh tử thông và lậu tận thông. Vị nào cũng có đủ lục thông. Nhắc đến cái điều này để cho chư tăng với các vị tu nữ như Phật tử chúng ta biết là chư tăng, chư vị A-la-hán có nhiều hạng. Có những vị A-la-hán được gọi là Sukha Vipassaka Arahata, tức là những vị A-la-hán chỉ có tu quán, tu thiền quán và chứng đắc A-la-hán, đoạn trừ phiền não, nhưng mà hoàn toàn không có thần thông, không có thắng trí, cho nên gọi là A-la-hán tuệ quán. Thứ hai đó, có những vị A-la-hán đắc được tâm minh Tư Vi Chà, tức là chỉ có túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh thôi, gọi là A-la-hán tâm minh. Rồi có những vị A-la-hán ngài đắc được cái tuệ phân tích, gọi là A-la-hán tuệ phân tích Chaturopatisamphida, tức là có pháp đặc thông, nghĩa đặc thông, ngữ đặc thông và biện tài đặc thông. Những vị này gọi là A-la-hán tuệ phân tích. Và cuối cùng là A-la-hán lục thông, tức là các vị có đầy đủ 5 cái loại thần thông thắng trí do thiền định, tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, biến hóa thông. Túc mạng thông và lậu tận thông. Thì số 1250 vị tỳ kheo ở trong cái kỳ đại hội này đó là những vị đắc được lục thông. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu cái chi phần thứ ba như vậy. Và đến cái chi phần thứ tư trong cái kỳ đại hội này có một điều lạ, một điều hy hữu. Trong thời Đức Phật, những vị xuất gia tỳ kheo lúc ban đầu các vị được thọ đại giới bằng cách là đọc Tam Quy. Nhưng mà sau đó vì cái cách xuất gia này trong lúc sơ thời ít thì cho đọc được, nhưng mà về sau chưa tăng quá đông, do đó Đức Phật này quy định là cái giới đàn để thọ phụ túc giới đó thì phải hội họp chưa tăng lại. Đúng ra tại Sư Trụ Ấn là phải trên 20 vị, trên 20 vị gọi là quy sế tê cano phiết khu sang khô, là phải trên 20 vị để các ngài chứng minh cho một người thọ đại giới tỳ kheo. Và lúc bây giờ chư tăng phải được, phải cử thỉnh ra một hoặc là hai vị yết ma gọi là Kamavacha Chariya để tụng tuyên ngôn. Và trong cái cách mà tụng tuyên ngôn này đó thì gọi là Nyati Chatuttha Kamavacha, tức là phải có một lời bố cáo và ba cái lời biểu quyết ý kiến, cho nên mới gọi là bốn bận, tụng tuyên ngôn bốn bận.
Từ vị đó phải đi tìm đủ y bác, chư tăng mới cho xuất gia được. Nhưng mà có một cái trường hợp xuất gia đặc biệt, đó là không cần phải tìm y bác. Mộng Thị Nam, anh có duyên lành, anh đến nghe pháp xong anh phát tâm trong sạch. Sau khi nghe pháp xong anh chứng được đạo quả, tu đầu quần, tu đà hàm, a na hàm, a la hán. Xong rồi vị đó mới bạch Đức Thế Tôn: nay xin Đức Thế Tôn cho phép con được xuất gia với Đức Thế Tôn, thọ đại giới với Đức Thế Tôn. Thì anh Thị Nam anh ngồi đó, hay là các Thị Nam ngồi đó một nhóm 500 người, một người hoặc 500 người. Lúc đó Đức Phật Ngài nói rằng: ê hi phí khú, hãy đến đây tỳ kheo, hoặc là ê tha phí khờ vô, hãy đến đây chư tỳ kheo, hãy sống đời sống phẩm hạnh viên mãn. Thì tức khắc sau cái lời Đức Thế Tôn gọi phán như vậy đó, thì râu tóc của anh Thị Nam đã tự, nó tự sạch sẽ, tự cạo sạch sẽ hết. Và y phục của người cư sĩ khi nãy bây giờ nó trở thành y cà sa, có đủ tam y và có đủ quả bát, trông giống như là, chứ không phải mới. Cho nên bây giờ các vị đó gặp Đức Phật, Đức Phật là quán xét những tỳ kheo này, những Thị Nam này là có phước ở trong quá khứ, cho nên Ngài đã cho xuất gia vào cách đây hi phí khú. Thì 1250 vị tỳ kheo mà tụ họp ở trong cái ngày rằm tháng giêng kỳ đó, thì lại là 1250 đó tự vân tộc không lời mời thỉnh. Thứ hai là toàn là những vị A-la-hán. Thứ ba là toàn là những vị đắc lục thông. Và thứ tư là đều là những vị xuất gia bằng cái nghi thức hy phí khú, là Đức Phật Ngài phán một câu là trở thành vị tỳ kheo. Đây là bốn cái sự kiện đặc biệt. Và trong cuộc đời Đức Phật là chỉ có một lần duy nhất. Chư Phật ở trong quá khứ thì có ba lần đại hội thánh tăng như vậy. Nhưng mà Đức Thế Tôn của chúng ta, vì cái tuổi thọ của chúng sanh lúc bây giờ có 100 tuổi thôi, chứ không có nhiều. Do đó cho nên đại hội thánh tăng chỉ có một lần. Một lần có đủ bốn chi phần, gọi là đại hội thánh tăng tứ chi phần. Mà chúng ta phải hiểu cái nghĩa đó. Thì ở đây thưa quý vị, nhắc lại cái sự kiện lịch sử đó, chúng ta cũng phải nhắc lại cái sự kiện lịch sử thứ hai, tức là trải qua 45 pháp đến cái năm ở Đức, mục đích là để tế độ chúng sanh. Bây giờ chưa có tế độ được ai cả, cho nên chưa có niết bàn. Rồi sau một thời gian, khi đã có đủ bốn chúng, tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, thì tôi có đến thỉnh Ngài niết bàn. Thì Ngài bảo rằng cho đến khi nào mà trong chúng đệ tử của Như Lai có những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ thông suốt giáo pháp, đủ sức để tự mình tu tập và hướng dẫn cho người khác tu tập, thì lúc bây giờ Như Lai sẽ viên tịnh niết bàn. Bạch Đức Thế Tôn, nay thì trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni là những vị phần lớn là những bậc thánh, những vị A-la-hán, vị A-na-hàm, các vị đó thông trăng tròn tháng quê sắc, quê sắc khác. Mà cái người phương Tây người ta gọi là quê sắc. Cho nên chúng ta thấy để lễ quê sắc, có nhiều người họ không hiểu quê sắc là cái gì, họ cứ đọc quê sắc vậy thôi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái đó là cái tiếng phi âm của chữ quý, gọi là quý xa khá hay là quê xa khá. Quê xa khá là một tháng ở trong 12 tháng, nó đồng nghĩa với tháng 5 dương lịch và tháng 4 âm lịch. Thì bây giờ đó,
kỷ niệm hai ngày lễ, nhưng mà cái điều quan trọng của chúng ta là hôm nay lễ hội Makapucha thì chúng ta phải làm cái gì đó để chúng ta tưởng nhớ cúng dường đến Đức Phật. Cái sự cúng dường một cách cao thượng ở đây, thưa quý vị, có hai cái sự cúng dường. Một á, Amisa Pucha, tức là cúng dường bằng lễ phẩm, bằng vật chất. Chẳng hạn như là khi nãy chúng ta cúng dường đến Đức Phật là chúng ta nhiễu Phật bằng cách là chúng ta cúng dường bông hoa. Rồi có những nơi thì họ bày ra trái cây, chúng ta chỉ cúng dường bông hoa nhang đèn đủ rồi. Chứ chúng ta cúng dường trái cây thì chúng ta ảnh hưởng theo cái phong tục tập quán, Đức Phật Ngài có ăn bao giờ đâu. Cho nên chúng ta không có cúng dường trái cây, không có cúng dường cơm nước gì cả. Ở nơi nào mà họ bày ra trái cây để cúng Phật, hay là họ để cái bát của Đức Phật rồi họ để vật thực vô họ cúng đó, thì chẳng qua là họ vì cái lòng tin họ làm, chứ trong kinh điển không có nói, kinh điển không có dạy như vậy. Các Phật tử chúng ta đừng có kiểu mà ai làm sao tôi giờ làm vậy, ai làm bậy tôi cũng bắt chước làm theo đó. Phải hiểu kinh luật đàng hoàng, chúng ta phải hiểu kinh điển đàng hoàng. Cho nên cái sự cúng dường thứ nhất gọi là Amisa Pucha, tức là chúng ta cúng dường bằng bông hoa. Nhưng mà cái cúng dường cao thượng nhất mà Đức Phật gọi là Patipatti Pucha, tức là cái sự thực hành theo giáo pháp, đó là cái sự cúng dường cao thượng mà Đức Phật đã dạy. Như câu Phật ngôn ở trong cái bài kinh Ovada Panimokkha khác khi nãy mà chưa tăng tụng á, sư nhắc lại để cho chúng ta nhớ. Đức Phật đã dạy rằng là Yo panathamma nu thammapatipanno viharati sami chi patipanno anuthammacari so tathagatang sakkaro karoti karu karoti mani ti pujeti paramaya pujaya patipatti pujaya. Người nào sống theo giáo pháp, thực hành theo pháp một cách đúng đắn, người ấy là tôn trọng, kính lễ, cúng dường Như Lai bằng sự cúng dường cao thượng, tức là cái sự thực hành, cúng dường bằng cái sự thực hành. Do đó người Phật tử chúng ta trong cái ngày lễ hội như thế này, chúng ta đi đến thì chúng ta cũng có cái hình thức cúng dường bằng Amisa Pucha là bằng vật chất, là chúng ta cúng dường hương hoa, hương đăng, hoa quả, bông hoa đến Đức Phật. Xong rồi thì chúng ta phải lập tâm nguyện rằng ngày hôm nay kỷ niệm ngày của Đức Thế Tôn, con xin phát nguyện thực hành một là con làm phước thiện bố thí cúng dường đến chư tăng, hay là cúng dường đến tu nữ, hoặc là bố thí cho những người nghèo khổ. Đó là cái việc làm thiện để chứng tỏ rằng chúng ta thực hành theo lời Phật dạy. Thứ hai đó là chúng ta phát nguyện giữ giới. Khi mà chúng ta tái lập lại giữ giới là con nguyện thọ trì cái giới, kiên tránh sắc sanh, kiên tránh trộm cắp, kiên tránh tà dâm, kiên tránh nói dối, kiên tránh uống rượu. Còn nếu như mà những bậc xuất gia đó thì có giới của bậc xuất gia, thì các vị phải nghiêm túc thọ trì cái giới của bậc xuất gia. Và cái thứ ba đó là chúng ta phải hành thiền, nhất là bậc xuất gia, những vị tỳ kheo ni, hay là những tỳ khưu, sa di, tu nữ, chúng ta phải hành thiền. Vì cái pháp thiền đó là cái con đường mà Đức Thế Tôn khi còn là vị Bồ Tát, Ngài đã đi cái pháp thiền
mà ngài đắc được đạo quả chánh đẳng chánh giác. Nếu không có hành thiền thì chúng ta sẽ không có, chúng ta không có được quả giải thoát. Thế cho nên Đức Phật ngài có dạy một cái câu pháp cú, ngài dạy rất nhiều nhưng mà sư chỉ trích cho câu pháp cú 110 thôi. Câu 10 Đức Phật ngài dạy rằng là vô chà sắc vô chà quá sắc tăng chi vê đu si lô a sa ba hi tô e ca hang chi vê tăng say vô si lô quạt tát sắc cha di đô. Chữ cha di đô ở đây tức là hành thiền, nó đồng nghĩa với chữ asama hito tức là sống định tĩnh. Khi mà một người sống cả trăm năm nhưng không có giữ giới, không có hành thiền thì cái đời sống đó không bằng một người dù chỉ sống có một ngày nhưng mà người đó có giới và có hành thiền. Đây là một điều mà Đức Phật đã dạy như vậy. Cho nên chúng ta gọi là thực hành pháp đó. Người cư sĩ thì cúng dường Đức Phật bằng cái sự thực hành pháp bố thí trì giới. Nhưng mà đối với bậc xuất gia thì thực hành cúng dường Đức Phật bằng cách là thực hành thiền định. Khi Đức Thế Tôn ngài sắp viên tịnh Niết Bàn, các vị tỳ kheo phàm nhân vị nào cũng thương tiếc Đức Phật, khóc lóc kể lể, buồn thảm, rầu rĩ, không có nhớ đến cái phận sự của mình nữa trong những ngày mà Đức, sau khi Đức Thế Tôn tuyên bố là Như Lai 3 tháng nữa Niết Bàn thì các vị nghỉ tu. Nhưng ở trong số đó có một vị tỳ kheo, vị này mới nghĩ rằng ta mới xuất gia trong giáo pháp không được bao lâu, nay Đức Thế Tôn sắp viên tịnh Niết Bàn, vậy thì ta hãy cố gắng tinh tấn nỗ lực để đạt được mục đích đời sống phạm hạnh trước khi Đức Thế Tôn viên tịnh Niết Bàn 3 tháng nữa. Thì vị tỳ kheo đó tách rời khỏi chư tăng, đi vào rừng hành thiền. Thì ngài hành thiền chừng chẳng bao lâu, vài bữa ngài chứng quả A-la-hán. Mà các vị tỳ kheo đâu có hay đâu, các vị đó cứ ngồi quanh quẩn bên Đức Phật rồi có than khóc vậy, rồi các vị tỳ kheo điểm danh lại mới thấy thiếu. Vì tỳ kheo đó mới nói rằng tỳ kheo Tế Xá này không có cái lòng thương kính Đức Phật, Đức Thế Tôn bậc đạo sư. Dầu biết rằng Đức Thế Tôn bậc đạo sư sắp viên tịch Niết Bàn nhưng mà vị đó vẫn thờ ơ bỏ đi vào rừng để sống an tịnh một mình. Đức Phật nghe nói vậy, ngài muốn làm sáng tỏ vấn đề, ngài cho đi gọi tỳ kheo đó về. Vị tỳ kheo đó về đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật ngài hỏi, nghe các vị tỳ kheo nói như vậy, có ngươi làm như vậy có phải chăng? Bạch Đức Tôn, phải. Vì con nghĩ rằng là con xuất gia trong giáo pháp không được bao lâu, nay Đức Thế Tôn sắp viên tịch Niết Bàn, con nghĩ rằng than khóc cũng không có lợi ích gì, cho nên con phải cố gắng nỗ lực để hành đạo chứng đắc A-la-hán trước khi Đức Thế Tôn viên tịnh Niết Bàn. Đức Phật khen, ngài khen ngợi. Và khi mà Đức Thế Tôn ngài sắp chết, ngài sắp viên tịnh Niết Bàn, lúc bây giờ loài người và chư thiên, nhân loại và chư thiên đem bông hoa đến cúng dường Đức Phật rất nhiều. Đức Thế Tôn nhân cái việc đó ngài mới bảo rằng Yoko Ananda Phikkhuva Phikkhuniva Upasako Va Upasika Va Thamma Nu Thamma Patipanno Viharati Samichi Patipanno Anu Thamma Chari So Tathagatang Sakkaroti Mani Tipucheti Paramaya Puchai. Này Ananda, hãy nói với chư tăng biết rằng là Thế Tôn dạy bất luận vị tỳ kheo nào hay tỳ kheo ni, hoặc là thiện nam hay tín nữ nào mà sống theo pháp, thực hành theo pháp, thì vị ấy gọi là đảnh lễ tôn trọng cúng dường Như Lai một cách cao thượng. Cho nên ở đây khi mà chúng ta kỷ niệm một ngày lễ, không phải là chúng ta làm theo cái thông lệ
thấy người ta đi chùa trong cái ngày rằm tháng giêng, đi chùa này chùa kia để lại Phật trong cái dịp rằm thì chúng ta cũng đi theo, cũng tốt vậy thưa quý vị, nó cũng thể hiện được cái tâm thiện, nhưng mà thiện đó có chút xíu thôi. Còn khi một người Phật tử chân chính mà hiểu pháp đó, thì chúng ta có tâm niệm như thế này: Đức Thế Tôn xuất hiện ở đời, Ngài thiết lập giáo pháp và Ngài xây dựng chúng đệ tử xuất gia là tăng. Vậy thì ở thế gian này có Phật, có pháp, có tăng rồi, ta hãy cố gắng duy trì cái lòng tin đối với Phật, pháp, tăng và tu tập tạo phước báo, tạo duyên lành để được giải thoát trong tương lai. Nếu mà chúng ta có cái ý nghĩ như vậy là ý nghĩa chân chánh. Cho nên người Phật tử chúng ta đó, chúng ta mới cảm thấy rằng mỗi lần chúng ta tham dự cuộc lễ rất có ý nghĩa, để gợi nhắc lại cho chúng ta, để tăng thêm cái niềm tin cho chúng ta và để sách tấn cho bản thân chúng ta tu tập theo lời dạy của Đức Phật. Thưa quý vị, một điều mà chúng ta phải trăn trở là thời kỳ này đã xa với cái thời kỳ Đức Phật là trên 26 thế kỷ. Hễ mà Phật lịch được bao lâu, được bao nhiêu, thì là Đức Thế Tôn đã viên tịch cách chúng ta bấy nhiêu năm. Đức Thế Tôn đã viên tịch cách đây là 2566 năm rồi. Thì như vậy chúng ta nghĩ rằng là xa, nhưng mà nếu mà một người Phật tử mà học giáo pháp á, thì chúng ta sẽ thấy là Đức Phật rất rất gần với chúng ta. Bởi vì chúng ta gọi là xa Như Lai, xa cách, thật là xa. Thế cho nên Đức Phật Ngài mới dạy: quắc lý vô thâm ăn bát sẽ tí. Đi nghe pháp, ngồi trong hội chúng thích ngắm nhìn Đức Phật, bởi vì thân tướng của Đức Thế Tôn rất đẹp, Ngài 32 đại nhân tướng. Cho nên quắc lý chỗ nào ta cũng đi theo được. Thế là vị tỳ kheo, thế là quắc lý xuất gia. Khi đã xuất gia theo giáo pháp á, khi đã xuất gia rồi thì tỳ khưu quắc lý không có hành đạo, mà tối ngày chỉ quanh quẩn gần Đức Phật rồi ngắm nhìn Đức Thế Tôn thôi, đợi cho đến lúc duyên lành của vị đó chín mùi thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài mới hỏi rằng: này quắc lý, sao ngươi xuất gia mà không có chịu đi hành đạo mà đi theo Như Lai để làm cái gì? Bạch Đức Thế Tôn, vì con muốn được ngắm nhìn thân của Đức Thế Tôn. Lúc đó Đức Thế Tôn Ngài mới nói: này Quắc Lý, với cái thân hôi thối nhìn ngắm nhìn có lợi ích gì? Và Đức Thế Tôn mới dạy lên cái câu Phật Côn xin nói khi nãy. Và tôn giả Quắc Lý nghe như vậy mới đi vào núi hành đạo. Chẳng bao lâu vì đã chứng A-la-hán. Thật ra đó, cái câu chuyện này nó còn đang có cái sự mơ hồ, nhưng mà ở đây xin xác định để cho quý vị thấy. Mơ hồ là các vị thiền sư, ở các vị pháp sư hồi xưa truyền miệng nói chuyện với nhau đó, thì nói rằng khi tôn giả Quắc Lý
Đức Phật lại bảo rằng hãy đi, hành đạo đi, đừng có ngắm nhìn Như Lai có lợi ích gì. Quá cái lý nghĩ rằng ta xuất gia mục đích để ngắm nhìn Đức Thế Tôn, mà bây giờ Đức Thế Tôn không cho ta ở gần để ngắm nhìn Ngài thôi, ta còn sống để làm cái gì nữa. Cho nên vì đó lên trên núi để mà nhảy xuống vực thẳm mà chết, tự tử. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài dùng thần thông Ngài xuất hiện. Khi Ngài xuất hiện trên hư không đó, Ngài bảo rằng quát cái lý vô tham mang quát sát tí, sơ mang quát sát tí đó. Nghe xong vị tỳ kheo chứng A La Hán quả. Còn cái này thì ở trong kinh đó, ở trong tăng chi bộ, cái này chánh tạng kinh đó, thì có cái trường hợp như thế này. Là khác cái tình tiết một chút. Là khi mà Đức Thế Tôn Ngài bảo này quá cái lý, cái sự mà ngắm nhìn cái thân xác hôi thối có lợi ích gì cho ngươi, này quá cái lý, vô tham ăn bát sa tí, sô mang bát sa tí, vân vân. Ai thấy pháp người đó thấy ta. Dù cho một người nắm cháo y Như Lai và đi theo Như Lai từng bước chân, nhưng mà người đó không có thực hành theo giáo pháp, không có đoạn tận tham sân si, thì như vậy cũng gọi là xa Như Lai. Còn người nào mặc dù sống ở xa Như Lai 100 vô tuần, nhưng mà người đó có cái sự thực hành tinh tấn nỗ lực theo giáo pháp và đoạn trừ được tham sân si, thì người đó là người ở gần Như Lai. Vì sao vậy? Vì rằng Như Lai là vị ly dục, cho nên những người mà ở gần mà người đó sống tham dục thì người đó gọi là xa Như Lai, chứ không có gần, không có sát nhập được. Như Lai là người đã giải thoát, mà người chưa được giải thoát khi sống gần, ở gần Như Lai nhưng mà nó không có đồng, nó đồng không có đồng hệ giải thoát thì gọi là xa. Khi nghe nhắc như vậy thì cứ quát lý lên trên đi song tuốt vào một cái triền núi, trong cái hang động vị đó tu tập thiền định. Nhưng mà quý vị biết là ở trong kinh Tạng đó nói Ngài quát lý, Ngài tu tập hoài mà Ngài không đắc được đạo quả. Ngài buồn quá, Ngài nghĩ bây giờ chết đi cho rồi, cho nên mà Ngài mới kiếm một cái con dao và Ngài nằm lên giường, một chiếc giường nhỏ, và Ngài cắt cổ họng Ngài chết. Trong lúc mà cắt cổ họng đó thì vị đó vẫn giữ chánh niệm tỉnh giác và chứng được đạo quả A-la-hán. Thì lúc bây giờ chư thiên báo cho Đức Phật biết thì Khưu Quốc Lý đã tự cắt họng chết rồi. Thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài dẫn chư tỳ kheo đến tại cái trú xứ của tỳ Khưu Quốc Lý, và chư tỳ kheo hỏi rằng bạch Đức Thế Tôn, nếu một vị tỳ kheo mà tự sát như thế này có tội không? Thì Đức Phật Ngài bảo rằng nếu hạng phàm phu mà tự sát, người chết với cái tâm đau khổ uất ức, thì như vậy gọi là chết có lỗi, có tội. Nhưng mà riêng trường hợp một người mà khi mà sắp chết á, họ chứng quả là hán, thì người đó cái chết không có lỗi lầm. Và Đức Thế Tôn xác nhận cho chư tăng biết là Quát Lý đã chứng đạo quả A-la-hán, thành bậc lậu tận, cho nên cái chết đó không có lỗi lầm. Và Đức Phật Ngài dạy đi thiêu cái xác chết đó để lấy xá lợi cho dân chúng họ thờ. Thật ra sư nhắc cái này đó nó hơi dài dòng chút xíu, nhưng tóm lại để cho các vị nhớ là khi mà chúng ta thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, tức là thực hành theo lời dạy của Đức Phật, bố thí trì giới và hành thiền, khi mà chúng ta sống thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật như vậy đó,
thì chúng ta có hai ý nghĩa quan trọng. Ý nghĩa thứ nhất là chúng ta cúng dường Đức Phật bằng cái sự cúng dường cao thượng, vì rằng chúng ta thực hành theo giáo pháp. Cái câu người ta nói cung kính bất như phụ mạng. Cung kính bất như phụ mạng là chúng ta kính Phật không bằng chúng ta vâng lời Đức Phật, chúng ta thực hành theo lời dạy đó. Cái nghĩa thứ hai đó là khi mà chúng ta thực hành theo giáo pháp của Đức Phật đó, có nghĩa là chúng ta sống rất gần với Đức Phật. Mặc dù Ngài đã viên tịch Niết Bàn hoặc là Ngài còn hiện tiền, nhưng mà Ngài ở Ấn Độ, chúng ta ở Việt Nam, nhưng mà gọi là trong trái tim của chúng ta luôn luôn có hình ảnh Đức Phật. Còn khi mà một người không có thực hành theo lời dạy của Đức Phật, gọi là người sống xa Đức Phật, dầu cho nắm giáo y của Ngài thì cũng gọi là xa. Người đó đem bông hoa đến cúng dường Đức Phật thì có phước đó, nhưng mà cái phước đó nó nhỏ, hy thiểu, chứ không phải là cái phước cao thượng. Cho nên cái sự thực hành theo giáo pháp của Đức Phật là quan trọng. Thì về cái ý nghĩa mà thực hành theo giáo pháp, thì các Phật tử chúng ta lưu ý một điều, Chư Tăng chúng ta lưu ý tóm tắt. Đức Phật Ngài chỉ dạy ba điều thôi. Thực hành nha: Sappapa passa akaranang, chư ác bạc tác, tức là không làm mọi điều ác vì thân vì khẩu vĩ. Thứ hai, Kusala Suva Sampada, tức là tu tập các hạnh lành. Thứ ba nữa là Sacitta Priyo Dapanang, tự tịnh kỹ, là trao dồi tâm trong sạch, thanh tịnh. Và trong chú giải có nói á, thì trong cái câu đầu tiên không làm mọi điều ác là ở đây là ám chỉ cho cái việc chúng ta giữ giới, ngăn chặn các ác pháp. Kusala Supa Sampada tức là chúng ta tu tập những hạnh lành, tức là ám chỉ cho định, thiền định. Bởi vì bố thí trì giới tu thiền, cái việc mà tu thiền nó quan trọng, cái đó là cái pháp thiện cao quý nhất. Rồi thứ ba gọi là Sacitta Priyo Dapanang, tức là chúng ta tu tuệ. Cho nên chúng ta thực hành ba câu này là chúng ta tu tập theo giới định tuệ. Quý vị nhớ, tu tập ba huấn từ của Đức Phật là chúng ta tu theo giới định tuệ. Cái điều rất là quan trọng, cho nên người Phật tử chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hiểu, chúng ta phải cố gắng để chúng ta tu tập như vậy. Trong những ngày lễ hội chúng ta gặp gỡ nhau trong cái niềm hân hoan, trong cái niềm hân hoan chúng ta có sự hoan hỷ với nhau cũng chưa đủ, là mỗi một người chúng ta phải có sự tu tập. Thì khi mà chúng ta đồng lòng tu tập như vậy đó, thì mới có cái sự hạnh phúc, mới có sự an lạc khi chúng ta gặp nhau. Chứ còn nếu như mà mỗi một người một hoàn cảnh, mỗi một người mỗi một ý tưởng, và chúng ta không có tu tập đồng nhau thì chúng ta không bao giờ được sự an lạc. Cho nên là Chư Tăng á, khi mà ở chung với nhau thì phải đồng lòng tu tập. Tu nữ ở chung với nhau trong một cái vườn thiền, một cái trường thiền, chúng ta phải đồng lòng tu tập. Vậy chúng ta mới nhìn nhau bằng một cặp mắt ái kính, quan hỷ được. Phật tử chúng ta phải đồng lòng tu tập cùng nhau, bố thí trì giới và hành thiền, thì như vậy đó mới được xem như là
chúng ta bà con thân quý với nhau, gặp gỡ nhau trong cái niềm quan hỷ. Sukho Puthana Pappado Sukha Sathambade Sana Sukha Sankasa Samagvi Samakka Nantabu Sukho. Vui thay Đức Phật ra đời, vui thay giáo pháp giảng lời cao xa, vui thay hòa hợp tăng già, lần thay tứ trú vui mà đồng tu. Chúng ta phải đồng tu với nhau được. Thì hôm nay đó, nhân cái ngày lễ hội Mangkhabucha sư có một thời pháp để gửi đến cho toàn thể chư tăng tu nữ và quý Phật tử chúng ta tham dự lễ hội, để quý vị biết được ý nghĩa của lễ hội Mangkhabucha là gì, và trong cái ngày lễ hội chúng ta đi đến, chúng ta mừng lễ hội bằng cách nào cho nó có ý nghĩa, nó đúng đắn. Đến đây thì cũng vừa thời gian của chi pháp, sư xin dứt lời ở đây, kính chúc quý vị luôn được thành tựu phước báo viên mãn. Xin hồi hướng phước này đến tất cả chư thiên, Đức Trời Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, xin các ngài tùy ý và hộ trì cho giáo pháp được tồn tại lâu dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.